chứ mà các con nhớ mình không? Mình là Sóc nè, nhưng mà trong mình vẫn hơi mới vì mình mới được trang trí thêm mà. Mình làm video này là để giới thiệu thân hình của mình và cũng thay chị Sweetie Flan xin lỗi về chuyện sáng nay của chị với các bạn, nhất là với Starly. Chị Sweetie Flan đã bảo với mình là chị Sweetie Flan đã bảo với mình là gửi lời xin lỗi với các bạn của chị ấy vì đã không hiểu được bạn với các bạn ý, và chị ý cũng chỉ muốn chúng ta cùng là bạn. Đối với mình thì tất cả mọi người đều là bạn với nhau, đúng không? Cho nên sáng thứ hai tuần sau mọi người hãy gặp nhau với khuôn mặt vui vẻ hơn nhé. Và phần tiếp theo là giới thiệu chiếc xe lái đi. Đây là chiếc xe ba người của chị City Fan mới làm được chiều hôm thứ tư. Nào, đây là một cái rèm, khi bỏ rèm ra thì sẽ nhìn thấy. Người lái xe, hello. Cậu có bình thường vật chính cho nên đi ra. Nên một chiếc xe cải tiến. Đây là có một cái kính, một hình trang trí. Trên này còn có chỗ ngồi của người thứ hai và đây là chỗ ngồi của người thứ ba. Ê, các bạn có nhớ mình không? Thực ra mình chưa xuất hiện trong video nào cả. Hơi lạ lẫm. Nhưng mà mình biết đa số những người đăng ký kênh của chị City Fan đều là bạn học cùng. Cho nên các chị cũng đã nhìn thấy mình rồi. Nhưng mà tất cả chúng mình đều xem bộ dạng mới của chiếc xe này hơi kỳ cục. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về ngôi nhà của bọn mình. Đây là một chiếc giường. Đây là một chiếc tivi. Cũng không lạ đối với các bạn đúng không? Đây là những cái trang trí. Đây cái đồng hồ mình chưa kịp trang trí. Mình quên á. Còn đây là một cái bàn nè. Đây là một cái trang trí. Còn đây là những cái màng mắt để cho các con thú cho bọn mình nhá. Còn đây là cái cốc rất đẹp. Đây là một cái tủ. Đây này để trang trí ngôi nhà này cũng không mất nhiều thời gian. Để video của chị Sweetie này đây là hết rồi. Tạm biệt tất cả các bạn. Nếu như các bạn thích video này có thể like và subscribe để ủng hộ kênh của chị Sweetie Fan nhé. Tạm biệt. Chỉnh ở chỗ nào đây? Tắt rồi. Chỗ phím tắt rồi.